Những tuổi tuyệt đối cấm kỵ không nên xây nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi mà không nên xây nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, xưa ông bà ta vẫn nói, đúng không? Tậu trâu lấy vợ làm nhà, cả ba việc ấy đều là khó thay. Thì cái việc tậu trâu cưới vợ hay làm nhà ấy, nó là một trong những cái ba cái việc lớn của đời người. Mà khi mà chọn được cái thời điểm tốt, cái thời gian tốt thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, nó sẽ chiêu mời cái cát khí, đúng không ạ? Và sẽ mang lại cái may mắn, cái hạnh phúc cho gia đình. Khi mà chúng ta mà chọn sai cái thời điểm ấy, như là bị phạm kim lâu hoang ốc tam tai, mà chúng ta dựng vợ gả chồng hoặc là tậu trâu cưới vợ xây nhà, thì nó sẽ gây ra những cái nguy hiểm, nó sẽ gây ra những cái hung họa cho cái gia chủ, và gì khiến cho công việc làm ăn của chúng ta nó sẽ không gặp được cái may mắn. Và với những tuổi mà bị phạm kim lâu hoang ốc hay là tam tai thì muốn xây nhà chúng ta làm thế nào, thì trong video ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì đầu tiên là gì, trước khi xét đến việc là xây nhà, đúng không ạ, thì chúng ta cũng cần phải xét xem là cái tuổi đó, đúng không? Các cụ người ta vẫn có 3 tiêu chí, đúng không ạ? 1 là không phạm kim lâu, 2 là không phạm hoang ốc, và 3 là không phạm tam tai, đúng không? Thì các bạn biết ấy, kim lâu có nghĩa là lầu vàng, đúng không ạ? Khi mà gặp phải cái năm ở kim lâu ấy, thì người ta cũng kiêng kỵ cái việc xây nhà. Và trong năm 2024, ấy, năm Giáp Thìn ấy, thì chúng ta sẽ có những cái tuổi sau bị phạm kim lâu. Thì đầu tiên chúng ta phải thống nhất cách tính kim lâu, đúng không ạ? Tính kim lâu thì chúng ta lấy cái tuổi, cái năm xây nhà, đúng không ạ? Cái năm xây nhà, cái năm dựng vợ gả chồng, chúng ta trừ đi cái tuổi của chúng ta và cộng thêm một tuổi mụ. Và gì? Cái số đó được số tuổi là bao nhiêu thì chúng ta cộng liên tiếp, hoặc là chúng ta chia 9 lấy phần dư. Nếu mà dư 1, 3, 6, 8 thì là bị phạm kim lâu. Dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 là phạm kim lâu thê, dư 6 là phạm kim lâu tử, và dư 8 là phạm kim lâu lục xúc. Đó, chúng ta không có dư 9 đâu ạ. Vậy thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì chúng ta sẽ có những tuổi sau đây bị phạm kim lâu. Đầu tiên là tuổi 1954 là tuổi Giáp Ngọ, đúng không ạ? 71 tuổi thì chúng ta có 7 cộng 1 là 8, đúng không ạ? Thì là phạm vào kim lâu lục xúc. 1956 là tuổi Bính Thân thì chúng ta có 69 tuổi, 9 cộng 6 là 15, 1 là 6 thì phạm vào kim lâu tử. Đó. 1969 là Kỷ Dậu, 66 12 cộng 1 là 3, phạm vào kim lâu thê. Đó. 1961 là tuổi Tân Sửu, là 64 tuổi thì phạm vào kim lâu thân. Đó. 1963 là Quý Mão, 1965 là Ất Tỵ, 1968 là Mậu Thân, 1970 là Canh Tuất, 1972 là Nhâm Tý, 1974 là Giáp Dần, 1977 là Đinh Tỵ, 1979 là Kỷ Mùi, 1983 là Quý Hợi, 1986 là Bính Dần, 1988 là Mậu Thìn, 1990 là Canh Ngọ, 1992 là Nhâm Thân, 1995 là Ất Hợi, 1997 là Đinh Sửu, 1999 là Kỷ Mão, 2001 là Tân Tỵ, và 2004 là tuổi Giáp Thân. Thì đây là những tuổi bị phạm kim lâu trong năm 2024, năm giáp thìn, đúng không ạ? Vị trí là những tuổi này thì chúng ta cũng không nên xây nhà trong năm 2024. Còn nếu mà muốn xây thì chúng ta phải mượn tuổi để không bị phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai. Đó. Thì ở phần tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi đẹp đó. Thì quý vị nên mượn tuổi hợp với mình để làm sao cho mọi việc được hanh thông và thuận lợi. Đó. Tiếp theo, tiêu chí thứ hai để chọn cái việc xây nhà là chúng ta chọn cái tuổi mà không bị phạm vào hoang ốc. Đó. Thì các bạn, hoang ốc ấy, thì là một cái nhà hoang, đúng không ạ? Khi mà chúng ta làm nhà mà phạm vào cái năm hoang ốc thì cái nhà đó gần như xây xong sẽ không có người ở, nó sẽ trở nên tan hoang và tiêu điều. Hoặc là xây xong ấy, thì thường có những việc đột xuất, hoặc là có những cái sự cố bất ngờ mà chúng ta phải rời khỏi căn nhà đó. Thì đó là cái tác hại của hoang ốc. Và hoang ốc thì được tính như sau này: chúng ta dựa vào 6 đúng ngón tay, đúng không ạ? Chúng ta đầu tiên là nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ tọa tử và lục hoang ốc, đúng không ạ? Nếu mà rơi vào nhất cát, đúng không ạ, tứ tấn tài, nhị nghi thì là làm được, đúng không ạ? Còn nếu rơi vào tam địa sát, ngũ tọa tử và lục hoang ốc thì chúng ta không làm được. Và với cách tính đó thì chúng ta tính từ 10, đúng không ạ? Đây là bắt đầu từ ngón trỏ này, 10 này, từ đốt đầu tiên này, 10 này, 20, 30, 40, 50, 60, đúng không ạ? Đó, và chúng ta tính này, 10, ví dụ năm những người mà 21 tuổi chúng ta tính 2, đúng không ạ? 20, 21. 21 là tuổi gì? Là tuổi Tân Tỵ chẳng hạn, thì là bị gì? Phạm vào tam địa sát. Đó. Thì các bạn tính tương tự như thế và chúng ta sẽ tìm được ra những tuổi bị phạm vào hoang ốc trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Đó. Thì những tuổi phạm hoang ốc trong năm 2024, năm Giáp Thìn bao gồm tuổi sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1956 là tuổi Bính Thân, đúng không ạ? Bính Thân 56 này, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 thì phạm vào ngũ tọa tử. Đó. Tiếp theo là ông 1959 là Kỷ Hợi, đúng không ạ? Là 66 tuổi, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 là bị phạm vào lục hoang ốc, đúng không ạ?
1960 là 65 tuổi, 1960 là Canh Tí đấy. 60 tuổi, à 65 tuổi này, 1962 này, 1965 này, 1968 là Mậu Thân, 1969 là Kỷ Dậu, 1971 là Tân Hợi, 1974 là Giáp Dần, 1975 là Ất Mão, 1977 là Đinh Tị, 1978 là Mậu Ngọ, 1980 là Canh Thân, 1983 là Quý Hợi, 1984 là Giáp Tý, 1986 là Bính Dần, 1987 là Đinh Mão, 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1992 là tuổi Nhâm Thân đúng không ạ? À, tuổi Nhâm Thân chúng ta có này, 30 này, 31, 32, 33 đúng không? Thì bị phạm vào lục hoàng ốc. Tuổi 1993 là tuổi Quý Dậu, thì 32 tuổi đúng không ạ? Thì bị phạm vào ngũ tọa tử. Tuổi 1995 là tuổi Ất Hợi, 30 tuổi. 30 tuổi thì bị phạm vào tam địa sát. 1996 Bính Tý, 29 tuổi, 29 này. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 thì bị phạm vào lục hoàng ốc. 1998 là tuổi Mậu Dần đúng không? Thì phạm vào 1998 Mậu Dần 27 tuổi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 đúng không? Thì phạm vào tam địa sát. 2001 là Tân Tỵ đúng không? Tân Tỵ 20, 21 cũng bị phạm vào tam địa sát. Đó. Thì đây là những cái tuổi mà bị phạm vào hoàng ốc. Phạm vào hoàng ốc trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy nên là những tuổi này thì khi mà muốn xây nhà ấy, thì các bạn để được cát lợi nhất thì các bạn cũng nên mượn những cái tuổi đẹp mà tôi sẽ chia sẻ ở phần sau. Đó. Tiếp theo là cái tiêu chí thứ ba mà chúng ta khi mà xây nhà thì các cụ vẫn kiêng là cái tuổi phạm tam tai đúng không ạ? À, thưa quý vị, cái tam tai ấy, nó bao gồm cái gì? Thủy tai, hỏa tai và phong tai. Thì cái các cụ vẫn quan niệm ấy, cái năm tam tai đầu tiên là kỵ xây nhà, nó là cái năm kỵ mạnh nhất đúng không ạ? Còn năm thứ hai là chúng ta nên giữ nguyên cái công việc của mình, năm thứ ba là chúng ta không nên thay đổi công việc nữa. Đó, đó là cái tam tai. Và cái tam tai nó sẽ mang lại những cái điều tai họa cho gia chủ đúng không? Nó mang đến những cái điều xui xẻo, nó mang đến những điều xui rủi cho cả gia đình. Thì những ai mà gặp năm tam tai ấy, thì thường là cái vận hạn nó sẽ thường là xấu hơn những con giáp khác. Đó. Và năm 2024 năm Giáp Thìn thì là năm thứ 3 tam tai của những tuổi Thân, Tý, Thìn đúng không? Tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn. Vậy nên là những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn cần phải hết sức lưu ý. Vậy nên tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn cần phải hết sức lưu ý trong cái việc xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Và những tuổi Thân, Tý, Thìn thì bao gồm những người sinh năm sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1956 là tuổi Bính Thân, 1968 là Mậu Thân, 1980 là Canh Thân, 1992 là Nhâm Thân đúng không ạ? 1984 là Giáp Tý, 1986 là Bính Tý, 2008 là Mậu Tý, 1960 là tuổi Canh Tý và 1972 là tuổi Nhâm Tý. 2008 còn có gì? 2 còn 1948. 1948 cũng là tuổi Mậu Tý nhá, thì cũng bị phạm tam tai. Đến tuổi Thìn chúng ta có 1964 là Giáp Thìn, 1976 là Bính Thìn, 1988 là Mậu Thìn, 2000 là Canh Thìn và 1952 là tuổi Nhâm Thìn. Đó. Đó là những cái tuổi mà chúng ta bị phạm kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Vậy thì trong các tuổi này thì tuổi nào sẽ là xấu nhất? À, thưa quý vị, tuổi xấu nhất thì chắc chắn sẽ phải là tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn đúng không ạ? Tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn. Vì ba tuổi này nếu mà bị phạm tam tai thì chắc chắn là ba tuổi này sẽ bị phạm. Chắc chắn bị phạm rồi. Đúng không? Còn có bị phạm thêm kim lâu hoang ốc nữa không thì chúng ta xin mời quý vị cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì dựa vào cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tuổi mà bị phạm cả ba cái kim lâu, hoang ốc và tam tai đúng không ạ? Phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai thì nó rất là xấu. Thì đó là những tuổi nào? Bây giờ chúng ta xem này, thì chúng ta chắc chắn là những người tuổi Thân, Tý, Thìn đúng không ạ? Như tuổi Thân đầu tiên là tuổi 1956 Bính Thân đúng không ạ? 1956 Bính Thân này là 69 tuổi, bị phạm kim lâu này đúng không ạ? Bị phạm gì? Hoang ốc này và bị phạm cả tam tai. Vậy nên tuổi Bính Thân là một trong những tuổi xấu mà gì? Không nên xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Mà muốn xây thì các bạn phải mượn tuổi, các bác phải mượn tuổi nhá. Tiếp theo là những người sinh năm 1968. 68 là tuổi gì? 1968 là Mậu Thân, là 57 tuổi. Đúng không? 1968 là Mậu Thân, là 57 tuổi. Đây, 1968 là Mậu Thân, 57 tuổi. Thì cái tuổi 1968 này cũng vừa bị phạm kim lâu, vừa bị phạm hoang ốc, lại vừa bị phạm tam tai. Số 1 này, 2 này. Tiếp đến là tuổi 1980 Canh Thân. 1980 Canh Thân thì không bị phạm kim lâu, đúng không ạ? Nhưng mà bị phạm vào, có hoang ốc bị phạm, bị phạm vào hoang ốc nhá. Thì chỉ phạm hoang thôi, đúng không? Tiếp đến là tuổi, tiếp theo ta xét là 1992 là tuổi Nhâm Thân. 1992 là Nhâm Thân thì bị phạm cả gì? Là 33 tuổi đúng không ạ? Bị phạm vào kim lâu. À, kim lâu đây. 6 là kim lâu lục xúc. À, 1992 là bị phạm vào kim lâu tử nhá. Kim lâu tử, đúng không ạ? Và bị phạm vào hoang ốc. Có phạm không? 1992 là 33 tuổi, đây phạm hoang ốc. Là 33 này. 30, 31, 32, 33 là phạm vào lục hoang ốc. Như vậy là gì?
Tuổi 1992 cũng là cái tuổi xấu thứ 3. Đó. Tiếp đến này, tuổi 1984. 1984 thì sẽ không bị phạm vào kim lâu đúng không ạ? Chỉ phạm hoa ốc thôi. 1996 là Bính Tý chắc không phạm này. Đó. Và thì cuối cùng chúng ta xét tuổi 2004. 2004 là tuổi ấy. 2004 là tuổi Giáp Thân. Giáp Thân thì trong năm 2024 ấy cũng bị phạm vào gì? Cả kim lâu, cả hoa ốc và cả tam tai. Đây là tuổi thứ tư. Đó. Như vậy là gì? Xét về cái năm 2024 ấy thì chúng ta có 4 tuổi cực kỳ xấu. Có 4 tuổi cực kỳ xấu bị phạm cả kim lâu, cả hoa ốc và cả tam tai nữa. Đó. Nên là những tuổi này cần phải hạn tuyệt đối là không nên xây nhà. Mà muốn xây các bạn phải mượn những cái tuổi cát lành nhất để cho gì? Mọi việc được hanh thông và thuận lợi. Thì trong những video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi đẹp không bị phạm kim lâu, hoa ốc, tam tai có thể xây nhà được trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì quý vị hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo để tìm cho mình những cái tuổi phù hợp nhất, để nếu mà bị phạm một trong các yếu tố này hoặc là cả ba thì các bạn có thể mượn những tuổi đó để gì xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.